Pioneer MV300 dưới này có cái cấu hình là 32 con đánh 32 con MOSFET bên trong nha quý vị. Hai tăng phô rất khủng, nặng 25 kg, công suất mỗi kênh là 320W 8 ohm trên mỗi kênh, gộp lại là 640W 8 ohm quý vị, 8 ohm nha. Còn 4 ohm là nó khoảng 650W mỗi kênh quý vị, 4 ohm 650W mỗi kênh rất khủng ha. 320W 8 ohm trên một kênh là rất là mạnh, rất là khỏe nha quý vị. Còn nó bridge lại về gạt cầu bridge đánh là mono á là 1000W 8 ohm nha quý vị, khủng chưa? Có nghĩa là đánh những con súp bự luôn, đánh những con súp bự luôn. Đấy, còn công suất nguồn nó là 720W nha quý vị, 720W. Đây phía sau đây. Về hai con rất là đẹp nha quý vị. Đó, những cái ốc tán này nó còn màu đồng luôn nữa ha, xi đồng nè. Đó, xi đồng. Điện 100V, công suất là 720W. Công suất nguồn 720W nhưng mà nó ra được cái công suất ra lo 320W mỗi kênh 8 ohm là 640W, có nghĩa là nó tối ưu cái năng lượng rất là tốt nha quý vị. Thì đánh hai cái tăng phô rất là khủng và giải nhiệt nó là nhiệt xương cá. Em sẽ làm một cái clip để tháo nội thất cho quý vị xem ha. Hoàn hảo mọi chức năng, nguyên zin hết nha quý vị. Rồi thì em này thì đang có cái mức giá cũng khá tốt thời điểm hiện tại quý vị, 9,8 triệu một con ha, 9,8 triệu một con. Thì ở đây nó có cái mặt này là nó giống như là cái miếng nhựa vì nó cản bụi nè ha, nó có gì nó khuyết, nó cắn nhẹ đây tí xíu ha. Còn dưới thì nó cái góc này nó mẻ tiết ha, nhưng mà cái mặt này mặt nhựa. Còn cái mặt nhôm chúng ta là nó đẹp, hầu như là đẹp xuất sắc ha, mặt nhôm này quý vị xem nè. Đó. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Thì em sẽ làm một cái clip quay chi tiết bên trong nội thất cho quý vị và các bạn xem nha. Rồi em xin cảm ơn.